Câu hỏi của anh Dương Lâm như sau: dự án thời trang Zuzin đã cho ra mắt 200 chiếc quần jean có những vết rách độc đáo khác nhau bằng phương thức tự nhiên nào? Là cái dự án Zuzin có một anh nhà thiết kế tên là Collagen. Còn anh Collagen bộ siêu tập Zuzin với anh thiết kế là Cortico. Không thích Collagen nữa. Collagen hay Cortico? Anh Cortico. Thì một ngày nọ thì ảnh là cái người thiết kế chính trong những bộ sưu tập. Nhưng biết rồi đó, diễn viên hài mình thì nhiều khi mình diễn quá thì cũng bí miếng. Đôi khi nó cũng bị vô duyên vô dùng. Đúng vậy. Và cái trường hợp đó nằm ở Phương Lan rất là nhiều. Ủa? Cái gì vậy? Sao vậy? Không, ý là nhiều khi mình bị đuối đó. Bị đuối? Đúng, ca sĩ cũng vậy. Nhiều khi mình hát hoài cũng không có bài hit. Ví dụ anh Thiện chẳng hạn. Không có nha. Sao cái miệng anh hôm nay kỳ vậy? Trời ơi. Nhỏ nó miếng nó lại. Cái miệng nay lành dễ sợ ha. Thôi hôm nay nó chọc hết tất cả mọi người luôn á. Đúng ơi. Rồi. Chẳng hạn như là diễn viên mà không đi diễn đồ nhiều như Phát La chẳng hạn, mở kinh doanh. Đâu có show gì đâu. Có nghĩa là một ngày mình sẽ bị đuối với những ý tưởng đó. Thế là một ngày nọ tôi còn nhớ rõ là vào cuốn nhật ký của anh, vào ngày 5 tháng 3 thôi, cái năm thì chúng tôi xin giấu được dấu. Bởi vì giấu hay là không biết? Không biết gì giấu đó. Không biết gì giấu đó. Thì anh ta mới buồn quá, nói trời ơi tại sao mình là một người làm nghệ thuật mà mình lại bí ý tưởng như vậy. Sắp tới tuần lễ thời trang Fashion Week rồi, Fashion Week rồi. Làm sao đây? Cái gì tuần lễ thời trang vậy? Fashion gì? Fashion hả? Fashion. Fashion Week. Phụ anh đi em ơi. Dạ. Quá hậu dịch phụ thời trang gì? Dạ, Fashion Week. Fashion Week rồi. Dạ. Phải làm sao đây? Phải làm sao đây với 200 chiếc quần mà mặc quần bình thường nó bị bình thường quá. Đúng. Thế là anh ta cũng không biết làm sao và không biết làm như thế nào. Anh ta mới lang thang. Lang thang trên đường mưa rơi. Nghe lòng sao nức nở bồi hồi. Đúng rồi, trong cơn mưa đó tự nhiên cái chiếc quần của anh nó bị ướt anh. Mà anh ta đi lang thang 3 ngày trời mà anh nghĩ coi cái nước mà nó thấm quần riêng nó sẽ bị cái gì? Thúi. Đúng rồi, nó bị thúi, nó bị hạt. Nó lên mốc. Đúng, nó xảy ra cái phản ứng hóa học, thấy ghê lắm. Gọi là cái mùi nó rất là khủng khiếp. Thì anh ta vừa đi qua cái con phố đó, thấy không? Thì cái mùi hương bay trong gió. Bay trong gió. Đúng rồi, thế là cái mùi hương bay trong gió. Thế là từ trong bụi rậm có một con chó nhảy ra. Nhảy ra môi đỏ. Con chó đánh son. Môi đỏ, chó con chó môi đỏ. Quặn mùi đi. Quặng quần, chiếc quần. Con nhỏ này chưa tắm thúi quá. Đúng rồi. Phải, cái quần của ta thôi, chứ không phải ta chưa tắm. À, thế là chúng nói trời ơi, tại sao lại xui như vậy? Bà Ly. Thế là vô tình anh nhìn xuống cái quần riêng của mình, những cái vết mà do chó cắn chó quặm, nó lại đẹp nhiệm màu. Thế là anh ta đem, nó nói ôi trời ơi, cái răng con chó nó hay quá, cái răng động vật nó hay quá, nó khác với những loại máy móc mà tạo ra những cái vết rách. Thế là anh ta đem 200 cái quần, 50 cái quần thì anh ta thải vô chuồng chó. Bây giờ mà thải vô chuồng chó hết nó bị gọi là một màu, đúng không? 50 cái quần anh thải vô chuồng trâu. Nó móc á. Là còn mấy cái nữa? Còn 100 cái nữa. 200 cái nữa. Còn 100 cái nữa. 100 cái thì 50 cái anh mới bỏ thôi. Tê giác, tê giác. Rồi tê giác. Rồi hả? 50 cái cuối cùng thì anh thả vô mèo cao. Chuồng mèo. Đúng rồi. Mèo đi. Thế là sau một tiếng đồng hồ, những cái con đó cứ quặm rè quặm rè quặm rè quặm rè, thì 200 cái quần đó mới lấy ra lò. Anh sẽ giặt đồ xả thơm tho đồ và cho các người mẫu sải bước trên rè sàn runway. Và khi mà những chiếc quần mà chó cắn cũng như động vật táp bước ra cái thì khán giả vỗ tay cà chạch. Kiểu mà nó không có theo thứ tự nào hết. Đúng rồi. Và đáp án cuối cùng là nhờ động vật xé những chiếc quần riêng, thật là hay ho. Tuyệt vời. Đáp cà chạch nè mọi người ơi. Là nhờ động vật và những vết xé tự nhiên. Dạ. Em có tin anh Lê Dương Bảo Lâm không? Dạ, sau khi em nghe em thấy anh Lâm nói cũng có lý á. Em sẽ tin anh Lâm ạ. Tin anh Lâm. Để cầu hôn bạn gái đúng vào ngày lễ Valentine, anh chàng su thép sống tại Nakhon Nayo, miền Trung Thái Lan. Thái Lan. Quê nhà của anh Thiện. Đã làm gì trong suốt một tháng trước đó ở Thái Lan? Thì anh nghĩ một cái cảnh mà có thể lãng mạn nhất mà để cầu hôn một cô gái, đó là trước đó một tháng anh đó đã đi vòng quanh cái một địa điểm nào đó để có thể trên bản đồ Google Maps hiện lên cái chữ Will You Marry Me. Trời
ơi. Nè mọi người hình như là hiểu sai sai đáp án rồi, sai câu hỏi rồi. Có nghĩa là làm liên tục một tháng trước đó. Đúng rồi, anh đi. Anh trồng hoa đó. Anh đi á, anh đi để thành cái dòng chữ á. Anh đi để thành cái chữ. Nhưng mà là cầu hôn á anh trong ngày Valentine luôn. Đúng chính xác, ngay cả ngày Valentine. Và làm liên tục trong vòng một tháng. Đúng rồi. Tới lúc đó ảnh tới nơi là vừa đúng cái xong chữ đó. Trời ơi, dễ sợ vậy. Thì ở Thái Lan thì có cái trò trong hội chợ đó. Chơi cái trò ngồi từng ô rồi cầm cái một cái đó, một chọn cái bẹt một cái mà rớt xuống nước đó, biết không? Việt Nam mình không, biết có đi. Việt Nam đó, có. Là người yêu của anh chàng đó là rất là thích cái trò chơi đó. Nhưng mà cái tay của ảnh thì nó không có được khéo léo cho lắm. Ảnh mới quyết định là cái bữa đó là ảnh phải tìm cách như thế nào để mà chọi một cái cặp một cái rớt cái đó. Rớt gì? Rớt cái gì anh gái gì em không biết đâu. Rớt cái cô gái. Trời ơi sao tàn nhẫn vậy anh? Rớt cái cô gái trong cái hội chợ đó. Rớt xuống một tháng luôn. Trong cái hồ. Đúng rồi, trong cái hồ. Anh ơi, mua bánh cho trò đi anh ơi. Anh ơi, cái trò này em thích nè. Sạc 2 triệu rưỡi trái nè. Đây, rất là nhiều con búp bê, em sẽ chọn con búp bê nào? Em chọn cái con búp bê Annabelle nè. Con Tommy. Rồi công chúa Elsa nè. Em thích cái con búp bê này. Đây, em sẽ là búp bê Megan. Đây, Megan là mới phim ma mới gần đây. Em là Megan. Anh ơi, em mê cái con Megan này. Megan. Đó bây giờ là tập là rất là tự tin. Đó. Em là Megan. Cái anh ta dùng nó nắm tay người yêu của mình. Tài. Hai người đó bắt ủa, đầu. Ủa sao anh ủa? Chưa nắm tay người yêu của mình thì tôi nắm. Ủa tôi người yêu anh ơi, hả? Thì tôi bán banh chứ tôi có biết gì đâu nè. Tự nhiên kêu tôi nắm tay tôi nắm nè. Thế là sau khi mà gọi là nắm tay thật là chặt. Đúng rồi. Mà lúc đó bà con đi hội chợ rất rất là đông. Đúng rồi. Và anh ta mới kêu là hế 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 hế. Để gây sự chú ý của mọi người. Thôi trời ơi, ném banh trời ơi, ném banh kìa. Và anh ta dùng hết sức bình sinh của mình chọn cái bạch vào cái thanh sắt. Bông, đúng rồi. Rớt xuống sông. Và cô ta lặng ở dưới. Và ngậm lên một chiếc nhẫn. Đúng rồi. Nè, cái gì bao lên. Bao lên. Lại đây. Lên đây. Lại đây. Ngậm đây, mọi người vỗ tay nha. Đúng không, MC luôn, MC luôn. Anh ơi, trời chúng rồi. Bê từ rồi. Điện thoại đeo trời. Trời ơi. Cái bê này là có gọi là cái chất thôi. Sinh rửa đi là được. À, cái bê qua đây nè. Vâng, chị gái ơi. Chị cô em bóng thịt đi. Cô gái mặc dù rất là trai nhưng vẫn quyết định xịt khử khuẩn chiếc nhẫn trước khi đeo. Vâng, chị gái ơi. Đây là cái phần thưởng đặc biệt dành cho chị là em từ chối cái buổi cầu hôn này. Cầu hôn à? Thèn thèn. Và câu trả lời của tôi là anh ta đã tập ném banh trong vòng một tháng để mà tập ném banh để cầu hôn cô gái bất ngờ, bởi vì cô ta rất là thích gọi là trò ném banh trong hội chợ. Vỗ tay cho câu trả lời. Được rồi. Năm chục. Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.